tuổi 28 của tôi. Các bà công nhận một điều là sau 25 tuổi mình chỉ tìm mấy phương pháp làm sao để giảm quá trình lão hóa da không? Ví dụ như cái mắt bị trũng sâu này, da rẻ cũng phải tìm các phương pháp xâm lấn một chút xíu nhẹ này. Nhưng đấy là chăm sóc ở spa thôi, còn ở nhà thì mình phải chăm sóc kỹ càng nhá. 20 đến 25 tuổi thì nó còn chậm thôi, chứ 25 đến 30 nó nhanh lắm, và cụ thể hiện tại tôi 28 tuổi rồi. Ở mỗi một giai đoạn thì tôi sẽ tìm các sản phẩm khác nhau để phù hợp với da của mình. Mà dạo này thấy đôi mắt bắt đầu nó nhiều nếp nhăn hơn một xíu rồi, nên là phải nhanh tay chuyển ngay sang các sản phẩm chống lão hóa này. Thì hôm nay ngồi đây tôi chia sẻ các bà một loại mà tôi mới sử dụng nhá. Bọn em serum của Siberian Wellness. Nếu các bạn theo dõi tôi lâu là biết tôi hay tìm những sản phẩm cao cấp nhưng giá thành hợp lý. Thì đây, chính em này cũng là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý luôn này. Tuy là thử tìm hiểu các sản phẩm chống lão hóa da nhưng mà mình vẫn phải nghiên cứu kỹ nhá. Em này được làm từ thảo mộc sạch tinh nhất này, phần chay lành tính, thành phần và xuất xứ từ Siberia, nơi mà khí hậu khắc nghiệt, nguồn nguyên liệu tinh sạch. Có hai thành phần mà tôi để ở trên màn hình này này, bởi vì tên tiếng Anh tôi không đọc được, nhưng mà nó đặc biệt ở cái là sẽ chỉ được phóng thích khi mà đi sâu vào làn da, nhờ đó giúp nâng các vùng da bị nhăn từ bên trong này, tạo hiệu ứng trẻ hóa làn da. Các loại tinh chất cao cấp từ quả mận, nam việt quất, sơn trà Nhật Bản có tác dụng nuôi dưỡng và chống oxy hóa rõ rệt luôn, cải thiện tình trạng hàng rào lipid, làm mềm da. À chưa hết nhá, còn chiết xuất từ cánh hoa anh đào này có tác dụng chống viêm, làm dịu. Chống lão hóa là nhờ giảm tác động xấu từ tia UV, phát không chứa paraben, dầu khoáng và các chất tạo màu, và đặc biệt là không thử nghiệm trên động vật nhá. Tôi cũng bảo mẹ tôi dùng cái sản phẩm này, xong tôi cứ nói mẹ tôi là serum kim cương đấy mẹ. Cái này thì mình dưỡng da cả ngày cả đêm được này, và đặc biệt một cái là tôi make up nữa, nên là tôi cũng ưng cái em này bởi vì là sẽ không làm bung nền make up của tôi nè. Nếu mà để nói là hết già hẳn luôn thì tôi chắc chắn không thể nào được đâu, nhưng mà chắc chắn là sẽ làm giảm nó quá trình lão hóa này, để mình lúc nào cũng trẻ trung như tuổi đôi mươi ha.